trước các vụ động đất mạnh nhất từ trước đến nay xảy ra tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum vào trưa 28 tháng 7, cùng với hàng chục đợt dư chấn khác khiến cho người dân tại khu vực này và các địa bàn lân cận hoang mang lo lắng. Đến thời điểm này thì cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường. Về lâu dài thì việc chủ động ứng phó với động đất, thích ứng an toàn là giải pháp đang được địa phương vùng tâm chấn triển khai. Đã hai ngày sau trận động đất được ghi nhận mạnh nhất từ trước đến nay và hàng chục đợt dư chấn khác xảy ra tại địa bàn huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, tâm lý của người dân địa phương đã ổn định trở lại. Cùng với việc tăng cường bám sát cơ sở, rà soát thiệt hại và tiếp tục tuyên truyền về các cách thức ứng phó khi có động đất của lãnh đạo chính quyền và các tổ chức hội đoàn thể, cuộc sống của người dân vùng tâm chấn đã trở lại bình thường. Ở đây thường xuyên xảy ra động đất thì bà con thì sợ thì có sợ, nhưng trong quá trình là động đất thì bà con đã tập huấn, xã viện đã tập huấn cho bà con đã biết cái cách để mà phòng tránh cái tai nạn về động đất thì bà con nói chung cũng biết. Xác định việc trang bị kiến thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai là biện pháp thích ứng trước mắt cũng như về lâu dài, nên suốt từ năm 2021 đến nay, kể từ khi tần suất các trận động đất xuất hiện ngày một dày hơn, thì việc chủ động đề phòng được đặt lên hàng đầu. Phương châm của địa phương là chủ động đề phòng và tránh gây hoang mang trong ứng phó với động đất trong mọi tình huống. Xã cũng đã thành lập cái ban chỉ đạo, thành lập các tổ để phụ trách các điểm thôn làng và huy động những đồng chí có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động và huy động lực lượng người dân để tham gia ứng cứu. Theo thống kê từ tháng 4 năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Con Plong của tỉnh Kon Tum và vùng lân cận đã xảy ra hơn 700 trận động đất ở các mức độ rung chấn khác nhau. Mặc dù chưa có thiệt hại về người và thiệt hại về tài sản chỉ ở mức độ nhẹ, tuy nhiên, trước tình trạng các trận động đất diễn ra với tần suất ngày một dày hơn, cường độ mạnh hơn dự báo, thì việc chủ động ứng phó là điều cấp thiết. Việc đầu tiên là phải tuyên truyền vận động bà con là thích ứng an toàn. Thứ hai nữa là kiểm tra lại các cái nhà. Nếu mà hiện nay mà cũ dột nát thì phải có kế hoạch sửa chữa để tránh cái trường hợp mà rung lắc nó sẽ sập và ảnh hưởng đến tính mạng bà con. Việc thứ ba là hết sức là quan trọng này, trong thời gian đến này chúng tôi sẽ chỉ đạo tiếp tục tập huấn tuyên truyền vận động bà con ứng xử như thế nào khi có rung lắc. Việc phải sinh sống trong vùng thường xuyên xảy ra động đất luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn rất là cao, đặc biệt là đối với tài sản, tính mạng của người dân. Ngoài cái giải pháp như là gia cố nhà cửa thì việc mà nâng cao những cái kỹ năng, cái kiến thức để phòng tránh về thiên tai trước những diễn biến bất thường của thiên tai được xem là giải pháp hiệu nhất trong giai đoạn hiện nay.